Mr. PT hết xin chào các bạn. Chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn những thông tin về công cuộc bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biên giới qua tập truyện trúng biệt kích đất núi Mường Khương của tác giả Trần Hữu Tòng. Câu chuyện thứ bảy mang tên lưỡi người bằng 10 nọc rắn. Nhà có nhiều trống càng tốt, vách có nhiều cột càng bền. BBA con ở tà trải nói như vậy, và họ càng thêm yêu, thêm quý anh xã đội trưởng Chu Phà. Chu Phà đã vượt qua phong tục cũ của người hát mông là con trai không được đi xa nhà vì khi để bên bếp lửa, mẹ đã cắt rau chôn ở chân cột cái rồi. Nhưng Chu Phà đã rời bản những năm, 6 năm làm chiến sĩ biên phòng ở tận đồn tiền tiêu xì sì lở lầu bên Lai Châu. Anh về bản là được huyện giao cho ngay chức vụ xã đội trưởng. Huyện xem anh về như được tăng cường thêm sức mạnh, tăng thêm một chiến sĩ đã được rèn luyện cho chính quyền một xã sung yếu sát đường biên giới. Và khi anh có hành động dũng cảm tuyệt vời đó thì ai cũng xem anh là người nhất bản anh nói gì dân cũng nghe theo anh làm gì dân cũng làm theo tập tục của người hát mông là thế như câu hát của họ áo đẹp thì nhìn thấy ngay nhưng lòng dạ tốt xấu thì phải qua việc làm mới biết được còn chủ tịch báo từ lâu cũng như cây thông sa mu to lâu năm nhất trong rừng cấm nhưng nay có chu phà xuất hiện rực rỡ như có cây thông to mơn mẩn vừa lớn vượt lên che chùm bóng lá bà con đều xem chu phà hơn chủ tịch báo chu phà cưỡi ngựa đi thăm hết các nhà trong bản. thấy ai yếu đau hay cảm sốt, Chu phà báo ngay để cô y tá xã là Xuân Kiều đến tận nhà khám bệnh cho thuốc. Nhà nào muốn dựng nhà mới, Chu phà đồng ý cho vào rừng cấm chặt cây thông, cây rẻ to về làm cột. Số cây thuốc cả bản trồng như tam thất, bạch chuẩn, dương quy để bán cho nhà nước. Chu phà nói đã xin cấp trên về chia hết cho dân. Chia hết cho ông già bà lão bồi dưỡng. Chu phà khác với chủ tịch táo là anh cho các nhà nấu rượu ngô rượu xèo để uống mà không hạn chế nấu rượu để tiết kiệm lương thực như Báo. Chu Phà còn thông cảm với dân hát mông hơn chủ tịch Báo là anh cho các nhà dùng chút ít hàng của Trung Quốc đưa sang như vải, mì chính, xong nổi để giảm bớt phần khó khăn dưới xuôi chưa chuyển lên kịp. Bởi vậy dân tà trải rất quý xã đội trưởng Chu Phà. Xem Chu Phà miệng như con chim chớ chúa nói hay như con chim chớ chỉ. Ở bản hát mông ngót 80 nhà, nhà nào, thậm chí người nào từ trẻ nhỏ như con gà mới tập kêu tập gáy đến cụ già như bóng tâm ngả dần bên lũng núi đều cảm thấy mình có mang ơn chu phà, có được hưởng ân nghĩa của chu phà. Họ nghĩ mình phải gắn bó với chu phà như cây tre gắn với đất tà trải để lên măng, như cây mai gắn với đất hoàng liên để bén rễ. Và dần dần người tà trải xa dần với chủ tịch báo. Họ cho báo quá khe khắt với dân, không biết thương dân. Rồi suy đi nửa với, nghĩ lại một xài. Họ càng thấy công lao của chủ tịch báo mà mọi người lâu nay khen lâu nay thấy ngọt thơm như quả lê chín bói thì nay chỉ đáng căn phải quả đào non trái vụ trung đội dân quân của tà trải thì chu phà nắm rất chắc chu phà vốn là một chiến sĩ biên phòng nên anh có kinh nghiệm anh tổ chức lại cho chặt chẽ anh giao cho hoàng dìn làm trung đội phó anh giao cho dìn giữ khẩu tốt nhất cô y tá xuân kiều được anh giao cho làm y tá trung đội dân quân cô thường xuyên đi với anh lên điểm tựa lên các trạm gác để chăm sóc sức khỏe cho anh em phà đặt ra chế độ huấn luyện rõ ràng dân quân tập bắn nhiều loại súng phà đặt trạm gác ở đầu bản ở cuối bản đặt đài quan sát trên núi cao giáp biên giới để hàng ngày nắm được hành động của bọn địch khiêu khích phà đặt các tổ phục kích chốt chặn các đường mòn để bắt bọn thám báo bọn đưa hàng tâm lý hoặc truyền đơn sang nghĩa là tất cả các biện pháp đánh địch để giữ an ninh biên giới của một chiến sĩ biên phòng mà anh đã được học anh đã được làm thì đều áp dụng đầy đủ cho đội dân quân tà trải ban ngày và cả ban đêm, phà cưỡi ngựa đến kiểm tra các chốt, kiểm tra đường biên giới. Đến nơi nào, phà cũng nói với anh em dân quân cái câu anh học được hồi anh còn là chiến sĩ biên phòng. Ta đã thắng bọn giặc Trung Quốc một trận rồi, nhưng ta đừng coi thường chúng nó. Nếu coi thường một kẻ thù dù là nó yếu đi nữa cũng giống như người coi thường không chịu dập tắt một đốm lửa nhỏ để rồi nó cháy lan ra, cháy mất cả rừng thông Samuta trồng, cháy hết cả bản hát mông của ta đi đấy các chiến sĩ ra kính nể anh và tin trọn vẹn vào anh. Họ nghe anh rồi cùng với anh lấy máu đầu ngón tay dò vào bát rượu uống để ăn thề, để viết vào vách đá thành hào, vọng gác những câu dân ca hay hát. Để giặc đến đây. Còn đâu nước ta dùng? Còn đâu bắp ta ăn? Mình chết hay nó chết? Để nó sống mình phải chết. Giết nó chết, mình mới sống thế rồi xã đội trưởng chu phà và cô y tá xuân kiều đã lập được chiến công đó là lần anh và xuân kiều đi lên với các chiến sĩ dân quân ở trên chốt tà ngải và một buổi sớm rừng thông sa mu đang đầm sương, đầm khói các cây cao đều như bọc chóp trắng và sương muối thì dài đây làm héo quát ngọn cò lá cây chu phà đi trước xuân kiều vai mang súng vai mang túi thuốc đi sau đến đoạn đường giáp biên giới bỗng phà nhìn thấy những vệt cỏ lướt qua con đường mòn vết lướt từ phía biên giới đi vào phần đất ta. Phả đi theo vết lướt thì anh nhìn thấy rõ hai dấu giày ướt in rõ trên hiến đá. Phả quay lại nói với Xuân Kiều. Giọng anh khẳng định. Có thám báo lẹn sang đất ta. Chúng vừa vượt qua đây. Theo tôi có thể hai tên. Vì hai dấu giày cùng chân phải in lại trên đá. Phả phân công cho Xuân Kiều ngồi lại phiến đá lớn đẻ cảnh giới. Còn anh truy ngay theo vết giày vượt qua mái đồi cỏ vào đến đầu khu rừng thông samu thì phải nhìn thấy hao bóng người thấp thoáng trong sương lạnh và mây dày cả hai tên đều mặc áo màu tràm chúng đang rẽ cành thông samu đầy gai để tiến về phía đầu nguồn con suối pha chạy nhanh và anh đuổi kịp chúng bỏ chạy pha nổ súng ngay một tên ngã gục tại chỗ một tên run rẩy quỳ xuống giơ hai tay lên trời xin hàng pha ấn cỏ tiếp anh định bắn chết luôn nó anh ấn hai lần súng vẫn không nổ vì băng đạn đã hết. Cả hai tên thám báo đều có dao găm và chúng mang đầy hai túi truyền đơn chưa kịp giải. Một trong hai tên có mang một túi thuốc độc. Tên sống sót run rẩy khai với phả rằng, chúng được phái sang giải truyền đơn và thả túi thuốc độc vào đầu dòng suối mà đồn biên phòng và dân các bản hát mông, bản giao, bản nùng phía dưới ăn nước. Chiến công diệt thám báo đó làm cho xã đội trưởng Chu Phả thêm rực rỡ đội dân quân tà trải và cả cơ quan quân sự huyện đã đề nghị lên cấp trên khen thưởng thật xứng đáng chu phà, khen thưởng cả cô y tá xuân kiều nữa. cả bản tà trải đã thật sự xem xã đội trưởng chu phà là hình tượng là linh hồn của người hát mông. trung đội phó hoàng dìn đã nhiều lần kể câu chuyện cổ người hát mông xưa có ông tổ dẫn đầu dân đánh giặc hán ác độc để giữ quái bờ và dìn đã xem phải như quân của ông tổ ngày xa xưa đó đã hiện về. chuyện rằng ngày xưa người hát mông có ông tổ trung. Lúc đó giặc hán tràn sang cướp đất rừng, phá xóm bàn, xâm lấn cõi bờ. Ông Tổ nói, bản rừng có giặc, mọi người hát mông bất kỳ dòng họ nào cũng phải hợp sức lại mà đánh giặc. Vì mọi dòng họ cùng sống chung mảnh đất rừng. Nếu để mất đất rừng thì không còn dòng họ sống được. Người hát mông ta phải xem đất rừng hoàng liên to hơn tất cả mọi dòng họ. Nghe lời nói đúng đó, các dòng họ đã góp nồi đồng, giao phát, chảo gang lưỡi lưỡi cuốc lại đúc cho ông một con ngựa rèn cho ông một lưỡi gươm sắc. Ông cưỡi ngựa, cầm gươm dẫn đầu quân đi đánh giặc Hán. Người hơn 20 dòng họ là quân của ông. Ông vùng lưỡi gươm các dòng họ đúc cho chém chết rất nhiều giặc Hán. Bọn giặc xin hàng, xin rút hết quân chạy về phương Bắc. Những đứa bị bắt, ông cho về sống với vợ con. Sau đưa đi cuối cùng, ông chém một nhát gươm xuống đất. Núi vỡ, vết chém đó thành dòng suối. Ông bảo phía bắc suối là đất của giặc phía nam suối là đất nước ta vết chém đó để cho giặc hán nhớ đời đừng bao giờ bén bảng tới giặc tan tất cả các cành hoa lê ở đất hoàng liên kết lại thành vòng mây trắng vòng mây đó nâng cả ông và con ngựa sắt lên đầu núi còn lưỡi gươm sắc ông cắm xuống đất ở chỗ đó mọc thành cây lê hoa thơm quả ngon ngọt đủ năm mùi ngon nhất vùng núi hoàng liên này đến mùa lê chín người hát mông ăn lê lại nhớ đến chiến công đánh giặc hán con suối đó nay là dòng suối Na. Ngọn núi ông bay lên là núi Hoa Cương lũng phúng ngăn hai biên giới. Dìn và cả bản tà trải đều nói chu phà như quân của ông tổ xa xưa đó hiện về cùng với dân đánh giặc bành trướng. Mọi người xem tiếng nói của phà như tiếng sấm mới báo mùa vui, mùa lúa chín, mùa xèo ra hoa, mùa ngô chắc hạt. Không ít người đã nghĩ rằng dù có ai đem giao phát cây rừng bằng như gấu áo cũng không tách được dân tà trải ra khỏi chu phà. Những ông già người hát mông đã nói, lông mày mọc trước, cái dâu mọc sau. Nhưng dâu đã dài hơn lông mày là thế đấy. Ý nói phải là lớp sau mà đã giỏi hơn, tốt hơn, có uy tín với dân hơn báo. Thế rồi chỉ hơn tháng sau, xã đội trưởng Chu Phả đã nói cho bà con tà trải biết một điều rất mới, rất lạ. Phả nói rằng áo rách thì thấy được ngay, còn lòng dạ rách xấu thì nhìn việc làm mới thấy rõ. Phả nói, chủ tịch báo là người như thế đấy chính chủ tịch Báo là người đưa truyền đơn của giặc Trung Quốc về qua suối Na. Báo nói với dân một đường thế nhưng chính Báo lại là một nẻo. Báo dùng chăn hoa, dùng phích nước, dùng nồi, son của Trung Quốc. Báo có anh em họ hàng xa ở bên ấy. Cơ chừng Báo đã móc nối với giặc rồi. Có lẽ Báo đã thực hiện âm mưu của giặc làm việc cho cả hai bên. Và có lẽ Báo là nội phản. Hoàng Dìn còn nói thêm với mọi người là dân quân có lần đã bắt được xúc vàng hoa con công từng túi đèn pin bút máy kim tinh trong nương kiệu nương gừng của báo trên núi báo đi họp ở huyện về thì cả vùng tà trải đã lan truyền tin đó không ai biết rõ không ai xác minh rằng những chuyện đó có thật hay không có đến mức nào nhưng người lớn trẻ con rồi người cả phiên trơn nản đã lan truyền đã biết chủ tịch báo là con người xấu như thế xấu đến thế rồi đùng một cái cô y tá xuân kiều viết đơn lên huyện gửi lên chính quyền tà trải trong đơn cô nói rằng, Chủ tịch báo là người rất xấu. Chủ tịch báo lâu nay giống như con sói đen trên giấy vờ kêu tiếng con nai nhưng để lửa tay dân. Báo đã nhiều lần lợi dụng quyền hành chủ tịch để ép buộc tôi phải đưa thuốc tốt của trạm xá cho báo để báo đưa về nhà cho vợ con. Bởi vậy nhiều lần dân quân ta bị thương vì địch bên kia biên giới bắn sang. Trạm y tế xã đã thiếu thuốc tốt để cứu chữa. Báo còn có những việc làm xấu lắm. Việc làm xấu của báo lấy dây bằng da ngựa trắng dây bằng da trâu đen trói lại mới đúng nhiều đêm báo đã vào trạm y tế dỗ dành tôi số sàng với tôi để hòng dở trò xấu bị tôi chống lại báo đã đưa cho tôi chăn hoa phích mì chính để mua chuộc tôi báo bảo tôi cần bao nhiêu cũng có cần gì cũng có chỉ có điều tôi đừng nói cho ai biết việc xấu của báo làm bây giờ tôi xin nói hết sự thật về báo cho mọi người biết tôi xin nạp lại cho chính quyền những thứ báo đã dùng mua chuộc dụ dỗ tôi để làm chứng tôi nói lên mọi sự thật đó để bà con bản ta để chính quyền thấy gió báo là người chỉ tốt giả bề ngoài thôi báo không xứng là cán bộ của dân nữa đâu tội của báo đáng lý phải chết thối lúa chết úa cỏ ra mới trả hết báo về đến tà trải thì trận mưa sấm chen trận mưa gió rừng hát mông đen ngòm núi tà trải u mờ lạnh ngắt nghe vợ con nói lại sự tình như thế báo đóng miệng như cắn phải quả bồ hòn báo ngồi tựa cột mắt gườm gườm tức giận nhìn bếp lửa vợ báo cũng cay đắng chị hỏi ôi con gà thức giấc còn biết vỗ cánh con lợn thức giấc còn biết dùng cổ anh bảo rằng anh bị chúng vu oan mà lại không biết làm sao à tao từng lấy rừng hoàng liên làm anh núi tà trải làm em lấy đất hát mông làm nhà tao không sợ ai hết báo cầm chặt chui con dao phát sáng loáng táo ở bản tà trải này kể từ ngày mẹ anh ăn một miếng phải nhà hai miếng để nuôi để mớm cho anh rồi Báo đã từng ăn quả dâu xanh, ăn quả đúng vàng ở đất tà trải mà lớn lên. Báo đã từng ăn rau trần, rau ngải, ăn măng mai, măng sắt ở tà trải mà làm ra ngô nương làm ra lúa rẫy. Con hổ hoa, hổ vần táo tợn có tiếng cũng kiềng nể mũi tên, cái bẫy của Báo. Từ năm 11 tuổi, Báo đã từng dù bản vào rừng nhìn con ong bắt sống gấu ngựa khi nó ăn mật say. Lần muốn ăn thịt dê đen nhà hàng xóm, Báo đã ra núi ăn ba ngọn lá vàng say để bạn bè phải bắt dê cạo lông đốt lấy cho và mổ bụng dê lấy gan làm thuốc chữa cho anh. Rồi khi hết say thì cả bọn cùng nhau chén thịt rể. Bởi cái tính táo tợn đó của anh mà mẹ anh đã đặt tên cho anh là Báo, Báo, tiếng hát mông là con hổ lớn. Báo là người đảng viên cộng sản đầu tiên ở bản tà trải. Báo đã được bầu làm chủ tịch tà trải 6 năm liền. Cũng như các ông già ở tà trải, Báo đã truyền lại cho con cái câu của tổ tiên người hát mông từng dặn đừng kết bạn với người Hán, vì họ hay cháo trở và ác độc. Các ông già người giấy thì đã cầm con dao thể của dòng họ chém ba nhát vào cột cái của nhà mình mà giận đứa cháu đích tôn rằng, hạc xà, hạc xà, hạc độc, hạc tù, hán chết tôi, hán hùi, hán độc, hán ác. Những ngày giặc Trung Quốc tràn đến, báo đã đưa dân vào núi ẩn tránh, rồi anh cùng với đội dân quân luồn rừng phục kích, bắn tỉa ngăn bước tiến của bọn Sơn Cước. Báo đã vận động bà con làm trông làm bẫy, đào hào để đánh giặc. Hồi đó Báo đã nói với người hát mông ở tà trải, còn người hát mông thì rừng núi Hoàng Liên này còn. Còn người hát mông thì rừng biên giới không mất. Giặc hán muốn chiếm bản ta, đánh nhau với ta thì trước hết chúng phải đánh nhau với đất núi, với cây rừng của ta đã. Giặc rút chạy, Báo được về dự hội mừng công ở tỉnh, và Báo đã được cấp bằng khen. Sau ngày đó, Chủ tịch Báo đã gặp một tai họa, vào một buổi trưa trời hanh khô, dân đi làm nương hết, vợ chồng báo cũng ở lại trên nương, thì nhà của báo bốc cháy ngùn ngụt, lúa ngô vừa thu về xếp lên chạn cháy hết, áo quần cháy hết, chảo nồi vỡ tung, vợ chồng báo không còn một bữa ngô mà ăn, không còn một bộ quần áo để thay. Bà con tà trải đã suy nghĩ, một miếng cũng là tình, lưng thổ cũng là nghĩa và đã góp từ cái bát đến bắp ngô để đùm bọc báo. Bà con lại chặt tre, cắt tranh làm nhà cho gia đình anh ở vụ cháy đó không tìm ra thủ phạm. Nhưng nhiều người đã mong manh biết rằng có bóng oi hoa ở đây nắm trước chạy về bên kia đã lẻn sang, châm lửa đốt nhà của báo. Rồi những cái loa từ bên la xỉ chó sang ta nói rằng, phải bắt báo đền tội. Phải lấy mỡ của báo dán mình báo lên, bởi báo đã phản lại nòi giống hát mông từ Quý Châu sang. Báo phản lại Tổ quốc Trung Hoa vậy thế mà từ ngày có chu phà về giữ chức xã đội trưởng thì báo những tưởng tình nghĩa hai người sẽ nồng đậm như rượu nung lâu trong vỏ càng ngày càng ngấu nhưng báo không ngờ anh đã mất dần lòng bè bạn xấu bụng họ hàng và anh lu mờ dần đi như mùa gừng tàn lá rồi chuốc lấy nỗi cay đắng này báo nói với vợ mà hai chồng mắt anh đỏ ngầu giọng anh tức giận như muốn gầm lên hư rừng lau không phải nơi cho châu mộng cọ sừng lanh già không ra quả xèo kiệu già không ra quả ké cây gạo già thì ruột xốp sáp đi, vỏ mọc trông gai lên, chứ còn người hát mông sống lâu năm, lòng không mọc gai lên như thế. Cái con gà mái đi khắp nơi để nhiều con không có chồng lại nói tôi như thế à. Nghĩ đi nát gan, nghĩ về đứt sức, báo nhìn vợ, đôi mắt của chị không còn nhìn anh như ngày nào cùng ngồi bên bếp lửa ấm. Ngày ấy đôi mắt chị đẹp, và hàng lông mày cong như trăng đầu tháng. Chị nói với anh, em như cây tre non chưa qua cơn rót lướt em làm ăn như con nhện ngày nắng dâng tơ trên đồi, ngày mưa thu tơ dưới lũng. Anh vững lòng tin em, yêu em. Anh đừng có lúc nhặt lúc khoan như hút gió vuốt về cánh bướm hoa xèo giữa mà sấm mới. Đu anh đi xa đến chín dọc núi, mười đèo dài. Em vẫn tìm anh, nhìn thấy cá dấu chân anh trong con suối đục. Lúc ấy báo nhìn đôi mắt vợ mà cứ tưởng bắt nước lão uống chung cũng ngọt như bát mật ong trong rừng, mật khoái trong núi. Còn giờ đây đôi mắt vợ anh nhìn anh gườm gườm chất đầy ngờ vực trước những lời đồn đại về việc cô y tá Xuân Kiều tố cáo anh. Biết ý vợ, báo cười gần. Anh thở hắt ra. Anh đứng dậy nói bâng quơ. Nếu tôi là cây lanh, tôi sẽ chút lớp vỏ ra cho mọi người thấy ruột. Nếu tôi là cây tre non thì tôi sẽ tách đôi ra cho mọi người biết nước trong lòng ngọt hay đắng. Nhưng tôi là tôi. Tôi là thằng báo. Nếu tôi đúng như thế tôi sẽ thành kiếp châu để cầy nương tôi phải làm kiếp ngựa để thồ người. Tôi sẽ làm kiếp lợn để người giết thịt, làm kiếp chó để người đánh. Rồi xem. Táo không ăn cơm. Anh sách khẩu ặc và cầm con dao phát sáng loáng. Anh xô mạnh cánh cửa đi ra. Ánh lửa từ bếp hắt ra dọi theo bước chân đi hối hả của anh. Anh uất ức như muốn kêu to lên, lưỡi người ác độc bằng mười con rắn cạp nong, độc bằng trăm nọc ong có đốm là thế đó. Đêm biên giới sau cơn mưa thì giá lạnh ập đến, sương dày, rừng hát mông đầy những mây cùng khói. Trước mặt báo đất chỗ lõm, chỗ lồi, những đỉnh núi lô nhô hệt như nếp gấp đều của váy, của áo. Anh định chạy bổ đến cuối bản. Anh định rẽ vào nhà chu phà để hỏi cho ra nhẽ. Bỗng hai loạt súng hoặc nổ giòn ở cuối bản tà trải. Chu phà hoàng dìn và đội dân quân rồi cả bản đốt đúc chạy đến nơi có súng nổ. Tất cả đã thấy báo nằm gục trong vũng máu sáu viên đạn ạc đã xé nát bộ ngực vạm vỡ của anh xã đội trưởng chu phà xem xét những vết đạn xuyên ngực báo xem xét nơi báo ngã xem khẩu súng ắc của báo nòng còn nóng bỏng đang khét lẹt mùi thuốc phà quay ra nói to với mọi người giọng anh quả quyết có lẽ báo đã tự bắn vào ngực mình để không bị cấp trên xử phạt về tội của báo nói ba ngày không xong kể bảy ngày không vơi mọi người ở tà trải đều tin như thế hoàng dìn trung đội phó dân quân và cô y tá xuân kiều truyền cho những ai không có mặt ở đó nghe lời nói của chu phà trần thường đồn trưởng đồn biên phòng đến nơi thì hiện trường không còn nữa chị vợ của báo đã cống xác anh về nhà rồi khẩu súng ắc cũng được đưa đi theo rồi nghe xã đội trưởng chu phà kể lại rành giọt trần thường đứng im anh suy nghĩ rồi anh hỏi lại đồng chí thấy đủ sáu cái vỏ đạn chứ có đều văng ra ở gần và đạn đều ở trong băng lắp ở súng của báo đúng là báo tự bắn chứ không phải thám báo phục kích mà bắn hai loạt đúng là hai loạt người cả bản đều nghe mà thế là mỗi loạt ba viên trần thường nói chậm rãi anh không nói rõ nhưng anh đã có suy nghĩ về cái chết của chủ tịch báo hết phần 7 tác phẩm đất núi mừng khương trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn